Xin kính chào quý vị đến tham quan thành phố Huế trong buổi lễ hội nhân dịp Festival Huế năm 2016. Hôm nay tại công viên Thọ, một chương trình diễn ra để giới thiệu về những làng điệu ca Huế, về nhà nhạc cung đình Huế, về ca trù và những dân ca bài chòi, thì hôm nay chúng tôi cũng xin mời quý vị thưởng thức. Và mở đầu chương trình là nhà nhạc và ca Huế do câu lạc bộ Phủ Xuân trình bày. Bài thứ nhất, Thập Thủ Liên Hoàng. Bài thứ hai, Long Ngâm. Bài thứ ba, ca Huế cổ bản do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Vân biểu diễn. Bài thứ tư, Song Tấu Trọng Kèn. Và tiếp tục là câu lạc bộ ca trù Thái Hà Hà Nội. Và cuối cùng là của câu lạc bộ dân ca bài chòi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị thưởng thức nghệ thuật qua ca trù qua phần biểu diễn của giải phường ca trù Thái Hà Hà Nội do các nghệ sĩ Xuân Hưng, Quyết Thắng, Thu Thảo, nghệ sĩ ưu tú Thủy Hà, nghệ sĩ ưu tú Văn Khuê biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sông sông dài hở khí mừng đồng hội phú quý thọ khang ninh, xen tạp ai đã chiêm huệ tình dài ngày ngắn đông đà xa.